John xin chào tất cả các bạn nhá. Chào tất cả các bạn nhá. Các bạn ơi, tiếp tục cuộc hành trình hôm nay thì John và A Lử và Vàng Hoa sẽ đi đến những ngôi nhà để trao quà thiện nguyện của các mạnh thường quân nhé các bạn nhé. Phía trên này là những ngôi nhà của người đồng bào ở đây. Những ngôi nhà này là thuộc diện di dân. Trước đây thì những người dân này thì họ sinh sống ở một nơi rất là xa xôi và hẻo lánh đấy. Họ do chính quyền địa phương người ta di rời họ về đây để lập làng và làm kinh tế mới ở đây. Nhưng mà cuộc sống của họ thì còn rất là nhiều khó khăn các bạn ạ. Bây giờ John và Vàng Hoa và A Lử sẽ đi đến đó để khám phá và xem cuộc sống của họ như thế nào. Mời tất cả các bạn cùng đi với John và Vàng Hoa nhé. Không? Kêu thế à? Rất tiếc rồi. Đây các bạn nhé, đây là một ngôi nhà của người Hơ Mông các bạn ạ. Nhà này thì có vẻ trông cũng rất là lụp sụp, rất là thấp. Các bạn qua đây quay một vòng nhà này. Đây toàn là rào bằng tre bằng nứa này các bạn. Đây là những ngôi nhà mà chính quyền người ta di người dân về đây và họ đã làm lại những ngôi nhà như này để nhìn còn tạm bỡ lắm các bạn. Mình đi vào xem sao nhỉ? Có người nhà? Có nhà không? Có. Có lửa mày. Tí còn đổ nữa. Không có trống dưới này là ghế đấy. Ủa nhà, cái nhà này. Làm cái xà bé này em. Đây không có cái trống này thì chắc là gãy cái xà này xuống nữa. Chồng em đi đâu rồi? À, đây không biết nói tiếng Kinh à? Không biết nói tiếng Kinh. Các thứ dưới một chút rồi. Nhắn tao này. Đúng rồi cái à? Gia đình này cũng khá làm được nhiều lương thực đấy nhỉ. Thế là thóc, thế là ngô, thóc chồng rồi. Nó đi khai thác rồi. Ở nhà ở đây không có gì làm. Người di dân về không có gì làm đấy. Chồng đi làm thuê à? Đi làm thuê. Không biết nó đi kinh. Có hai đứa con à? Hai đứa con hết nhiều rất à. Gia đình này thì làm được rất nhiều thóc. Ngoài mấy bao thóc ra chả có gì đâu các bạn. Nhà em này thì có hai cháu. Ba cháu hay hai cháu nhỉ? Ba cháu. Ba cháu à? Thế còn một đứa đâu? Đứa đi chơi. Một con nữa đâu rồi em? Một em bé đi chơi rồi. À, đi chơi rồi. Bé này được mấy tháng đây rồi? Có hải lo từ chợ hải đâu nữa mà. 6 tháng. 6 tháng à? À, lúc nãy tưởng không biết nói tiếng Kinh, bây giờ lại biết nói chị nhỉ? Chị bảo là ít nói, chị không biết nói nên là ngại. À. Biết ít thôi. Biết cái gì thì cứ nói cái đấy nhá, không phải ngại đâu nhá. Có hải tây dạy cho nghỉ từ thứ hải mà. Chồng em tên là gì em? Chồng em tên là Sáng à? Ôi đây là khu nhà bếp này. Qua mưa lớn thì đã dột ướt hết trong nhà. Cái bếp ăn như này thì ướt hết như này thì còn nấu nướng gì được nữa nhỉ? Biết nấu kiểu gì đó nhỉ? Đấy, chị như chị chuyển sang bên này. Ướt hết. Các từ giờ mua cán đông hoa đi, chẳng lúc hay là? Đây là một cái giường ngủ này các bạn. Chắc là giường ngủ bọn trẻ nhỉ? Đóng bằng gỗ nó cũng rất là tạm bỡ. Nhà có vẻ nghiêng nghiêng sắp đổ. Cái này phải bảo chồng em lấy cây ra gia cố thêm nhá, nào rõ to về đổ thật đấy nhá.
Ui. Những ngôi nhà chính quyền vừa mới di dân về đây nên là cuộc sống của bà con cũng còn nhiều bỡ ngỡ. Nên là họ cũng rất là khó để làm kinh tế. Ở đây đất đai xung quanh đây là của những của người khác nha các bạn nhé. Khi mà họ chuyển về đây thì họ chỉ có mua được cái chính quyền người ta chỉ lo được cái nền nhà để ở thôi, chứ không có đất sản xuất các bạn ạ. Các bạn ạ, ở đây thì quán xá cũng rất là xa xôi nên là Vàng Hoa với A Lử với John cũng không thể mua được mì gói hoặc gạo lên cho họ. Nên là John cũng sẽ trao tiền mặt của các mạnh thường quân luôn để cho họ dễ dàng để hôm nào họ đi ra quán xá thì người ta mới mua. Cô mua nhà chỗ ương và chỗ ban là nhà chỗ nhẹ này. Thế là chồng em tên là gì nhỉ? Em nhỉ? Quên mất rồi, tên là Sáng. Sáng à, phải không? Phải không? Có. Chồng tên là Sáng. Đây là nhà em Sáng nha các bạn. Đây, Vàng Hoa, bây giờ Vàng Hoa sẽ trao 1 triệu tiền của chị Bùi Thị Ngọc Tú nha các bạn nhé, đang sống ở Long An. Đây, phần quà này chị giá 1 triệu đồng cho gia đình nhà em Sáng này. Để có tiền mua thì sữa cho các bé này. Phiên chợ mà chồng chị về thì bảo chồng chị đưa chị đi chợ mua nhé. Nên một kia một yua chị trâu này cho nè tu. Mua riêng nào là chị chở yua, giả từ yu trên này xí mà chở yua. Có đồn năng đi đây thảo bơi, có đồn năng đi yua tên đi. Thế có con giải mà thế có bộ. Chị biết cảm ơn có bộ của cháu bộ bà. Bộ hài bà. Chị không biết nói tiếng Việt để cảm ơn chị. Chị này chị em ấy không biết nói tiếng phổ thông các bạn ạ. Nói được nhưng mà nói rất là ít. Thỉnh thoảng mới nói được một câu. Em đấy nói là ua châu có nghĩa là xin cảm ơn. Đi nhà tiếp tục lại sang nhà khác này. Các bạn ơi, bây giờ ba anh em mình lại tiếp tục đi sang gia đình khác nhé. Bye bye nhá. Ở đây thì John cũng xin thay mặt gia đình nhà em Sáng xin gửi tới chị Bùi Thị Ngọc Tú lời cảm ơn và lời chúc sức khỏe. Chúc chị luôn luôn có nhiều sức khỏe nhá chị nhá. Chào em nhá, mời anh đi đây. Tiếp đến là một ngôi nhà kế bên đây các bạn. Đây là một ngôi nhà làm bằng gỗ cũng có mộng đàng hoàng đây. Nhưng mà nhà này thì người ta cũng di dân và người ta sẽ mang từ cái nơi ở cũ đấy và chuyển đến ngôi nhà mới và người ta dựng lại các bạn. Hầu như nhà cửa ở đây đều rào bằng tre bằng nứa. Chủ nhà đâu nhờ? Có mà có nhà đi. Ôi chào chị nhá. Chị vào nhà. Em vào nhà thăm nhà mình được không? Có chị không biết nói tiếng phổ thông. Lại chị Pâu rồi. Lại chị Pâu tiếng phổ thông. Chị Pâu có nghĩa là không biết các bạn ạ. Không biết nói. Nhưng mà mình hỏi xin phép vào nhà nhưng mà họ nói là không biết. Nhà này thì cũng được mỗi cái nhà gọi là nhà kê bằng gỗ nhỉ. Nhưng bên trong nhà cũng có vài bao thóc thôi. Hầu như là thóc là cái nguồn lương thực mà để họ sống qua ngày ở đây các bạn. Không có ruộng, xong chắc lúa nương thôi đó. Thế là lúa nương hay là lúa ruộng của em? Đây, đây tên bỏ té lúa nương. Lúa nương. Có từ giờ lúc em đi chả?
Tí à? Gì là hai hai đồ. Gì mai chẳng nào? Cái gì á? Ít là có đường sở mà ha. Nhà có mấy đứa con rồi em? Hai đứa. Hôm nay bà Hoa lại không mang kẹo được lên rồi. Đường xá xa xôi có không mang được. Đang nấu cơm à? Thuốc. Nấu thuốc á? Chị đang nấu thuốc. À, nhà có người bị ốm à? Chị ốm. À. Chị ấy ốm, chị đang đun thuốc. Xem nào, xem cái thuốc gì nào. Ui dà, quần nồi này cũng cổ nha. Không ốp lát hả mơ chị? Của em chưa có ai mơ ốp bé dài mơ nâng đâu em. À, đây là thuốc đau bụng phải không? Thuốc tiêu chảy. Đây là phía sau của ngôi nhà này các bạn ạ. Cũng do mưa lớn hôm qua đấy, hôm kia thì là đất ở trên cái tả luy này nó đã sạt xuống rồi các bạn. Nhiều đấy. Cũng sạt khá là nhiều. Thì bức tường này là đổ luôn này. Đổ rồi hay lần đổ. Sau mà có mưa gió thì mẹ con này. không được ở trong nhà thì nguy hiểm quá. Ừ. Khi nào mưa to gió lớn thì đi sang giường bên kia ngủ chứ ngủ gần nhớ cái tả ly này nó sạt xuống rồi nguy hiểm lắm. Đây chồng em tên là gì nhà em nhỉ? Cao tuổi già hồi đi chán à? Gì? Gì? Tên khó gọi nhỉ? Khó gọi quá. Không có tên phổ thông đâu, có tên tiếng dân tộc. Chồng em 26 tuổi à? Thế gọi bằng em thôi nhỉ? Em thôi. Ừ. Có hai đứa. Thế chồng em đi đâu rồi? Có một gì này này. Dân đâu à? Lại đi làm thuê bác bố. Ờ. Thế các bạn ạ, à, những cái người dân được di dân từ nơi khác về hầu như là họ không có đất sản xuất nên là những người đàn ông đều phải đi làm thuê để vác gỗ, để khai thác gỗ đấy. Người ta thuê để đi bốc vác, công việc cũng rất là khá nặng nhọc. Ở nhà có hai đứa con phải không? Chúng ta tao chơi đi là tao gì hết, hai cháu thì to. Em bé này đã đến lớp chưa em? Chị bảo là chưa, mới được 3 tuổi mà trường học xa lắm. À thế à? Thì đây vào chắc phải 4-5 cây. Thế em vào Hoa lấy quà cho họ đi. Em ơi anh bảo này, đây là cái suất quà của anh Nguyễn Bá Phú nhá, đang sống ở Mỹ nhá. Em ấy thì anh ấy đang sống ở Mỹ, anh thấy cũng thấy gia đình em hoàn cảnh khó khăn đấy, cũng di dân về đây cũng chưa có cuộc sống đàng hoàng ấy, thì anh ấy có lòng thương nên là anh sẽ chuyển 1 triệu này cho gia đình mình để đi mua sữa này, mua mắm muối mì chính để phục vụ gia đình nhá em nhá. Chợ xa quá anh chị không mua được mà. Ừ. Đến nhà chợ là em nhờ người làng ấy, ai đi được thì đi mua hộ nhá. Ừ. Mua sữa này, mua mắm muối mì chính này, dầu ăn này. Người dân đây có cho tiền không biết mang đi tiêu đâu vì không có quán xá. Hôm nay thì đường vì lý do là đường trơn nên anh chị cũng không có mang được lên. Chị cũng gửi lời cảm ơn tới anh Bá Phú đấy. Chị không biết nói tiếng phổ thông. Hầu như chị em ở trên này không nói được tiếng phổ thông các bạn ạ. Đây là cái quà của anh Nguyễn Bá Phú đang sống ở Mỹ em nhé. Số tiền là 1 triệu đồng. Cô đi nhỉ? Em nhỉ? Nhà nhá, của anh đi nhá. Ừ. Người dân người ta cứ sống theo men men theo cái bờ suối như này các bạn. Chuồng gà này đổ xuống dưới vực này rồi.
Đây còn một chiếc chuồng lợn nữa, nhưng mà bên trong cũng không có nuôi con gì cả. Không có nuôi lợn. Đúng thật. Chuồng không thôi các bạn. Chuồng bỏ không. Con lợn này được buộc một cái dây này các bạn. Họ nuôi lợn buộc kiểu này nhá các bạn nhá. Không có chuồng nuôi, mà chỉ buộc bằng dây. Được sự dẫn đường của em bé đằng trước đây này các bạn này. Bây giờ ba anh em mình sẽ lại tiếp tục đi đến một gia đình khác nhé các bạn nhé. Ôi, gia đình kia thì phần lô đã bị cái tấm lợp đấy, đã bị gió tốc bay mất mấy miếng. Gió bệt thổi hết che. Hôm qua có một cơn gió rất là lớn các bạn ạ. Đây, nhà ông này đây. Đây là nhà ông cụ này đây. Các bạn ơi, mình giới thiệu sơ qua đây là một gia đình cũng nghe nói là cũng có hoàn cảnh rất là khó khăn. Con gái của ông này đã đi lấy chồng, nhưng mà bây giờ hai vợ chồng đó đã ly hôn rồi các bạn ạ. Còn để lại ba cháu, bây giờ đang ở đây. Đang ở đây với ông bà. Ui, trẻ em ở thôn này đông nhỉ. Trẻ em ở đây thấy có người lạ đến là họ đến xem. Biết nói tiếng Kinh không? Hôm nay không có kẹo đâu. Chị Po hai à? Bây giờ John sẽ đi vào trong ngôi nhà này để khám phá ngôi nhà này nhé các bạn nhé. Đây, em bé này ngoan lắm này, em bé vừa dẫn đường cho John đây. Xung quanh đây rất là nhiều dụng cụ lao động. Á lửa ơi, ra đây xem cái gì này. Cái này là cái để đèo hàng phải không? Cái này cái đeo củi này. Cái này là cái đeo thử thế nào. Để đeo củi ở trên lưng nhé các bạn nhé. Như thế nào là sẽ không bị nặng nhá anh. Có sợi dây này không là cuốn về à. Được vậy nhỉ. Ơi, buộc kiểu nó như này này. À, đây chắc là người ta sẽ để cái bao hàng lên đây đúng không? Đúng rồi. Xong rồi thít dây lại đúng không? Còn cái củi của mình là sẽ không được nhiều thế này, nhưng mà mình có buộc củi hay là cái gì ấy. Hai cái. Cái đồ này còn chưa thấy bao giờ ấy. Đây là bên trong của ngôi nhà này các bạn. Bên trong nhà của đồng bào người H'mông thì hầu như là nhà nào cũng như thế này thôi các bạn. Bên trong nhà cũng rất là lụp sụp và bừa bộn đấy. Hôm qua gió lớn thì đã tốc mất mấy tấm lợp bay đi mất rồi các bạn. Tay của ông bị làm sao đây? Chưa về mấy cái này nó làng nhà. Đi tìm con nhà người ta xẻ nhà nhau nó mình đi đây, tìm đây. Đấy. Cháu xin nào. Bị đấy, rán cắn đây. À, bị rán cắn à? Ừ. Bây giờ còn cầm được không? Cầm được mà. À thế à, cầm được nhưng mà rất là khó khăn. Ừ, khó đấy. Thế ông cho con hỏi là tên ông là gì? Hả? Ông cho con hỏi tên ông là gì? Ông mình á? Vâng, tên của ông đây. Lử mà. À, Lử thì. Đấy, không phải Lử mà. Vâng, tên là Lử nhỉ. Như cái đường là phải mà. Anh tên của anh là như thế nào? Cháu tên là John. 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 Vâng. Cái này là gì không? Cái này có chén á? Đây cũng là... Cái này có chén á? Đây à? Mua Lử nè. Cái Lử nè. Dạ. Đây cũng tên là Lử, cùng tên với ông ạ. Lử. Thế ông ơi, cho con hỏi là cái con gái của ông đấy là bỏ chồng xong là đưa ba đứa cháu về cho ông nuôi đấy. Không. Bây giờ đi đâu rồi?
Khoan đã. Vâng. Cứ đi xem rồi. Đi xem ruộng à? Con mẹ đi xem rồi. À thế à? Thế còn bố của những cái đứa cháu này đi đâu rồi? Đi Nam không về đâu. Đi Nam không về nữa đúng không? Để lại ba đứa cháu cho ông bà ngoại nuôi đúng không? Đi ba năm hả? À thế à? Vâng. Vâng. Đi ba năm gì à? Ừ. Cô con đấy nó đi rồi. Không để nó đi rồi. À. Đi để được con đấy về. Vâng. Để được một năm như thế nào? Nếu có con này nó chạy đi rồi, nó không về. Thế còn em bên này đây là con gái út của ông à? Vâng. À, chưa lấy chồng à? Chưa lấy được. Cái má nó còn số mai là cùng thấy. À mắt bị đau mắt á? Má con còn số mai. À, mười chín. Nhìn đó. Ừ. Vàng vàng hoa qua đây quay em này cái vòng đau mắt này. Cả nhà em này thì mắt đang có vấn đề này, bây giờ mình sẽ quay cho các bạn xem. Em này mắt bên trong lòng mắt nó hơi mờ mờ này các bạn. Chú A Lử bảo là mờ như thế từ lúc. Vàng Hoa hỏi em tên là gì? Có lâm bè đi chào. Cứ lâm bè Trư. Trư. Tên là Trư à? Em năm nay bao nhiêu tuổi? Tầm 27 tuổi. 95. Em này 27 tuổi nhưng mà cũng chưa có chồng. Có lại đau mắt từ nhỏ. Nhưng mà em hỏi lắm, em hỏi là bình sao bình thường là mờ lắm không nhìn rõ cái gì cả. Em hỏi em đấy xem là lý do làm sao mà lại mắt lại hỏng như này. Có lúc khám môi chảy thế đấy đâu như nào. Thở mê mê mua đi vào. Thở mê mua tới xì mà nếu em phải kể rằng đưa tới xì cố phải mua hơi lửa ý giả liền tê khóc khóc tê thì bảo trời này mơ mơ ý giờ chế mơ thành trò sát tao hầu ô liền mơ ý giờ khó khó gì chưa liền yếu lúc không ai chế được khó khó gì chỉ bảo kể xong này. Em có kể là lúc em tầm 9-10 tuổi là em vẫn nhìn thấy hơi gió đấy. Nhưng mà lúc đấy là em hay đi chăn trâu, đi làm. Bị bụi nó bay vào, bắt đầu bụi bay vào là em thấy nó đau cả nửa đầu ấy. Từ đợt đấy xong là em cảm thấy là mắt của em nó mờ hẳn đi. Là không nhìn thấy nữa. Bây giờ là rất là mờ và nhiều cái như em anh em mình ở đây là em không có nhận ra này. Không có nhận ra hình mình rõ ràng này. Có nghĩa là nhìn thấy mờ rất là mờ đúng không? Vâng vâng. Là do người nhà không cho ở nhà nhiều hay đi làm. Là lúc trẻ ở nhà nhiều đi cả gần nước mồ hôi vào cũng bị mà. Đúng rồi. Nhìn con người đục lắm. Nhỉ. Nó sẽ trắng rồi. Ná gì chỉ cho cả mồ. Em hỏi là bình thường có bị đau không? Nhà con nhà đi nào là xuống lúc gì hẳn bố mà. Nhà ta dù chỉ mồ hôi về gì nếu cứ chỉ mắt về trời mồ hôi về gì. Em bảo là hai đi làm ra nắng là nó bị đau mà đau đến nửa đầu, đau hẳn đến nửa đầu luôn. Nếu mà đi ra nắng là bụi bẩn ấy, nó vẫn ra cái dỉ mắt nhỉ? Còn bố mẹ thì không có chi phí để đưa đi khám chữa, từ bé là không chưa ra viện lần nào. Cô mua mua ma chị từ sau cô sẽ sáng tới nhà mình chơi cô làm mọi giờ xem. Thỉnh thoảng là cũng bị đau quá, bố mẹ không có tiền thì là phải nuôi ba đứa cháu của chị gái ấy, là em nó tự đi làm thuê phát nương. Theo thói quen là cứ phát cứ sờ thôi, cứ phát thôi, vợ họ vẫn trả công một ngày 200-250 là em vẫn đi làm được. Còn ông bà là phải nuôi cả ba đứa con của chị gái nữa. Thì là chắc là cũng nãy ông bảo là cũng vì đau mắt nên là cũng không lấy được chồng đây các bạn. Nãy ông ở bên trong nhà có nói như vậy. Thôi từ xa rồi nhà chỉ bỏ đi nó chỉ tức nó xa là nhà chỉ bỏ nhập thôi hết nhiều à. Em thử hỏi xem là chắc qua các chị quan tâm thì chỉ bỏ ha. Chắc qua không khóc nữa. Em mới xúc động lại khóc rồi, rơi nước mắt. Thôi đi vào trong nhà đi nhỉ. Giờ bên trong nhà tối quá nên là John đã đề nghị đi ra ngoài để xem mắt cho em đấy các bạn ạ. Từ nhỏ đi chăn trâu xong là bị đau mắt, xong sau đấy về thì bố mẹ cũng lấy cái thuốc lá cây đấy, xong là chà vào mắt, nhưng mà chắc là do lý do là không đúng thuốc hay sao ấy các bạn ạ. Nên là em đấy mới dẫn đến bị hỏng mắt như thế này.
Em cũng vừa tâm sự là cũng không biết nếu như bố mẹ mà mất đi rồi thì không biết ai sẽ nuôi em đấy. Trong khi đó chị gái cũng vừa mới ly hôn xong là lại đem ba đứa cháu về đây cho ông bà ngoại đang phải nuôi ba đứa cháu nữa. Như này ông ạ, hôm nay bọn cháu đến để thăm hỏi gia đình ông và cũng mang được hai cái suất quà lên cho ông nhé. Là suất quà của hai suất quà này trị giá mỗi suất là 1.000.000 đồng ông ạ. Đây là suất đầu tiên là suất của một mạnh thường quân đang sống ở Toronto, Canada nhé, ở tận đất nước Canada đấy ông ạ. Đây là số tiền trị giá 1.000.000 đồng con gửi lại cho ông để ông có tiền để mua thức ăn này, phục vụ gia đình này, quần áo hoặc là sữa cũng được, để ông có tiền để nuôi ba đứa cháu này nhá. Thế này thì các anh ông hộ vợ con đi mua sữa hoặc là mua gạo về để chăm sóc đỡ đần được phần nào cho các cháu nhé ông nhé. Cảm ơn nhá, vâng ạ. Vâng, vâng. Đây, tiếp tục trao thêm một suất quà trị giá 1.000.000 đồng cho em gái này nhé, để em có tiền để trang trải cuộc sống. Thì em đấy thì cũng trông cũng khỏe mạnh nhưng mà mắt của em đấy thì không còn nhìn thấy đường để đi lại nữa. Nhưng mà em vẫn đi làm thuê, đi phát nương ấy. Đi phát nương thuê nhưng mà em vừa chia sẻ là đi phát theo kiểu cảm giác thôi, vừa sờ vừa phát thì các bạn. Rất là khó khăn. Là suất quà này của cô em ơi. Anh bảo này, suất quà này là suất quà trị giá 1.000.000 đồng của cô Miller mến nhá. Với lại của chú tên là Tom Miller đang sống ở Mỹ nhá em nhá. Đây, anh gửi lại em để em có tiền để đi mua thuốc này, mua cái gì đấy để trang trải cuộc sống của em cho nó đỡ vất vả. Em này chắc là mắt của em đấy thì theo em chia sẻ thì cũng thỉnh thoảng vẫn đau và cũng chưa đến bệnh viện một lần nào để khám xem sao. Mồ hôi vào là vẫn đau ấy kiểu này. Đi bụi cũng đau. Cố gắng giữ gìn sức khỏe nhé nhá. Nào anh chị có dịp thì lại quay lại để hỏi thăm. Đây em bé này nãy dẫn đường đây. Cô Hoa vừa cho 20.000 để đi uống nước rồi, đi mua kẹo nhỉ. Tiền đâu con? Tiền đâu? Tiền đây à? Tiền cô Vàng Hoa vừa cho nhá, đi mua kẹo ăn nhá. Ngoan nhá. Ngoan đấy, sau này lớn này xinh gái lắm. Ây da, ngủ luôn mà. Thế ông ơi, chúng cháu xin phép ông cháu đi về đây. Vâng, cái nào có dịp là cháu lại quay lại. Thế đi tới nhá. Vâng, thế ông giữ gìn sức khỏe nhau nhá. Đi tới đi làm cái gì nữa, làm cho nó đi nhá, làm khỏe nhá. Vâng. Quay đi làm mấy con à? Ăn sao cơ? Ơi, cháu không ăn đâu ông ạ. Bây giờ John sẽ tạm biệt căn gia đình này để tiếp tục cuộc hành trình nhé các bạn nhé. Chào em nhé, bye bye nhé. Đấy, chị em trên này không biết nói tiếng phổ thông cũng rất là khó. Ngồi trong này tí thôi mà. Đây là tiếp tục đi đến một căn nhà khác nhé các bạn nhé. Nhà này thì có vẻ khá là liêu xiêu.
nghiêng ở bên dưới nghiêng nghiêng xuống dưới rồi. Anh A Lử gọi xem người dân có ở nhà không. Chào em nhá. Chào nhà. Mày vào chơi nhà được không? Được mà. Đang nghỉ chưa à? Anh nghỉ kìa. Vào nhà đi. Hầu như là nhà nào cũng ná giống nhau các bạn ạ. Nhà này thì có vẻ nhìn nghiêng ngả. Thế đi vào nhà xem như nào. Người măng này luộc để bán hay là để ăn đấy? Măng này luộc để bán thôi. Không có gì làm. Thế hái trong rừng kìa. Thế đang luộc cái gì đấy? Lồng tí măng nữa. Cái vung nồi đâu anh? Chú. Hả? Không không có vung à? Ở dưới cái chậu này. Cái này còn đi mượn của anh chị về. À. Nhà này lợp bằng lá cọ các bạn ạ. Đây là một chiếc giường ngủ của hai vợ chồng trẻ. Thế nhà em di dân về đây lâu chưa? Em về đây 3 năm thế này. À, về được 3 năm rồi. Thế về đây thì cũng không có nuôi con gì à? Không có, không có điều kiện nuôi con gì, không có gì nuôi. À. Thế về đây có nhiều đất làm ăn không em? Không có đâu nữa. Em thì mấy lần chuyển muộn, nó chuyển từ về thì bọn nó chia đất hết, thì về muộn thì khu này thằng có tiền thì nó vẫn mua được, nhưng mà nhà gia đình em thì nghèo không mua nổi. Bây giờ mua hát của nó 50-60 thì em thì có mình này nhà ở là được. không có tiền mua nổi rồi. Thế nhà em có mấy đứa con? Em có 2 đứa. Đứa bé được mấy tháng rồi? Đứa bé được 1 năm sau rồi. Hơn một năm tuổi à? Là mùa quà đây có luôn từ nãy cỡ chẳng như này. Còn nhà ta có dưới nuôi ấy ta ở nhớ tao trông thấy nhớ nữa. Mùi ra nhớ luôn á, sợ thế. Nhà em này cũng khá là hoàn cảnh các bạn ạ. Nhà em này không có thóc à? Có đâu. Không có thóc. Hai nhà bên kia lại có. Nó là đi làm. Không có nương đi làm à? Không có, toàn đi mua ăn thì không đi có. Đi mua và đi làm thuê thôi à? Người dân đây người ta không có ruộng. Nếu mà nhà nào có thóc thì cũng là thóc mà trồng trên nương đấy các bạn. Lúa nương đấy. Trong đây có chú chả tên. Thế em ơi, em tên là gì? Em tên là Thành ạ. Em tên là Thành à? Cho anh hỏi là thường ngày thì em đi làm công việc gì? Thường ngày thì em thì chỉ đi đào dúi nhiều à. Đi đào rúi á? Ừ. Đi vào rừng để kiếm ăn đúng không? Đào rúi về bán hay là làm gì? Về bán rồi. Ừ. Đào xa tận trên 380, đi đây đi tầm lại 60 cây. Ui giời, đi 60 cây để đào rúi các bạn. Có nghĩa là họ đi vào rừng để kiếm những cái đồ ở trong rừng về bán đấy các bạn. Nhà em này thì hầu như còn trẻ nhưng mà khá là nghèo nhỉ? Già gần 30. Đây nhiều khán giả cũng hay thắc mắc là tại sao họ sức dài vai rộng như vậy nhưng mà lại để nghèo như thế. Bởi vì là họ cũng không có đất để làm ăn, không có đất để sản xuất, họ không có đi học, nên là cũng không biết là đi làm thuê ở đâu. Bởi vì là ở trong này thì vùng sâu vùng xa. Trước đây những gia đình này thì là người ta sống ở trong vùng sâu vùng xa nữa, nhưng mà được chính quyền địa phương người ta di rời về đây đấy để xây dựng cuộc sống mới ở đây. Nhưng mà về đây thì họ lại cũng không có đất để sản xuất. Đất sản xuất ở đây hầu như là ở của những người khác hết rồi. Người ta sống ở đây lâu năm rồi đấy các bạn.
Đây là phía sau nhà của em Thành nhé các bạn nhé. Căn nhà này có vẻ là nghiêng nghiêng sắp đổ xuống dưới. À, hôm qua em Thành có đi bắt được một ít cá về đây này. Cá này cá sông à? Ừ, cá suối. Cá suối. Tham mang ở bên này nhìn đen đen kiểu gì ấy nhỉ? Em ơi, Thành ơi, thì anh cho tiền để đi mua được một cái quạt về để quạt cho các cháu nó ngủ chứ. Nhà thì không thấy có quạt. Nhà đã. Với lại nếu còn thừa tiền thì đi mua gạo nhé, mắm muối, thức ăn nhé. Rồi mua sữa cho con cũng được. Đây em bằng hoa lấy đâu? Tiền cho đã có. Thế dự định em có dự định gì cho tương lai của em không? Có đi có, làm cái gì không? Có thì em có dự nghĩ nhưng mà em chả làm được, kiểu không có điều kiện đi làm ấy. Em không có tiền làm cái vốn tí thì làm không được cái gì. Năng nào cũng năng đấy như nhau. Ở đây nhá anh bảo nhá. Đây là có một mạnh thường quân đang sống ở Toronto, Canada nhá. Có phần xuất quà là trị giá 1 triệu đồng. Bây giờ anh sẽ gửi cho em để em... Thứ nhất là anh bảo này là sẽ đi mua lấy một cái quạt này. Để về quạt cho các cháu nó ngủ ấy. Vì nhà không có cái quạt nào, mùa hè này nó rất là nóng nực. Lại đi mua mắm muối này, giờ lại gạo nhé. Còn thừa tiền thì đi mua gạo, mắm muối. Đây em vàng hoa. Xin nhé. Đây là một mạnh thường quân giấu tên đang sống ở Canada nhé em nhé. Thế em cảm ơn rất nhiều mà nó cũng hỗ trợ cho anh này, các cô các chú hỗ trợ cho anh này, nó về đến đây thì nó hỗ trợ cho em một tí thì em rất cảm ơn mọi người nhé. Các cô các chú mà cho nhé. Ok anh cũng không biết nói gì hơn, mong là hai vợ chồng em cố gắng này, cố gắng đi làm này để có tiền để nuôi các con đi đến lớp nhé. Cho đi học nhá. Cho nhưng mà xa quá phải đợi. Xa quá. Xa quá lại. Trường xa quá, trường học xa quá. Từ đây đi ra phải 6-7 cây là. Để. Từ đây đi đến trường học phải 6-7 cây à? Mà đường, mưa gió, đường chưa tính đường mưa gió này, lầy này, không đường có xe đi lại cộ khó khăn này. Thế này. Không có xe cộ này, đường lầy nên thì khổ thật đấy. Thế thôi nhỉ. Các bạn ơi, do là bây giờ John và Vàng Hoa và A Lử còn phải đi rất là nhiều gia đình khác nữa. Nên là mỗi gia đình John cũng chỉ ghé qua được một phút chốc thôi. Bye bye nhá, cố gắng nhá. Hai vợ chồng cố gắng đấy. Hôm nào anh lại lên thăm. Đây, cửa ra vào siêu vẹo. Đi nhỉ, đi xuống đấy nhỉ. Nhiều lúc ba anh em mình cũng tự hỏi là không biết đến bao giờ cuộc sống của người đồng bào ở đây họ mới khá lên được. Nên đi đến gia đình nào cũng nhìn thấy cái hoàn cảnh cũng rất là khó khăn. Giống nhau. Cũng không phải là họ lười làm đâu, mà là do cái điều kiện là cái nơi ở của họ không có, không biết làm gì ra tiền. Đây. Như nhà này cũng thế này. Nhà trước mặt này cũng trông cũng rất là đơn sơ, vách nứa. Và như vậy là John và Vàng Hoa và Lử vừa đến trao những suất quà rất là ý nghĩa của các mạnh thường quân đến với những người di dân nghèo khó ở trong ngôi làng vừa rồi. Qua đây thì John cũng xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả các mạnh thường quân đã có tấm lòng hảo tâm, đã trao những suất quà rất là ý nghĩa đến với những người nghèo ở đây. Bây giờ thì John cũng xin kết thúc video tại đây. Xin hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào các bạn.
hẹn gặp lại mọi người nhá.